Kính thưa quý khán giả, các cơ đốc nhân đều biết qua câu kinh văn sáng sứ ký đoạn 15 câu 6, Abraham tin Đức Chúa Trời và vì thế mà Đức Chúa Trời xem ông ta là người công bình, và nguyên tắc này cũng áp dụng cho loài người. Đó là ai tin vào Chúa Giêsu thì có sự sống đời đời. Sự sống đời đời là một bảo đảm chắc chắn vì nó không xuất phát từ chúng ta hay từ việc làm của chúng ta. Nó là việc của Chúa Giêsu đã làm trên cây thập tự, và việc này hoàn tất, không thể thay đổi được. Hôm nay, Trung tâm Truyền giáo Việt Nam có mời mục sư Trần Nhật Thăng trở lại tham dự buổi thảo luận về những thắc mắc xoay quanh vấn đề sự cứu rỗi và được bảo đảm như thế nào. Kính chào mục sư. Thưa mục sư, tôi thấy có những người theo Chúa mà cuộc sống hoàn toàn không giống như một cơ đốc nhân. Cuộc sống bê bối của họ có liên quan gì đến sự cứu rỗi đời đời hay không? Theo tôi biết, trong Kinh Thánh, Chúa Giêsu cũng như Phaolô đã nhiều lần cảnh cáo các cơ đốc nhân qua câu Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 13: những kẻ nào bền chí cho đến cuối cùng thì sẽ được cứu. Theo câu kinh văn này, Chúa Giêsu hình như cảnh báo mọi người rằng đức tin phải bền vững, nếu không thì sẽ không được cứu. Có phải như vậy không, kính thưa mục sư? Chào anh Nguyên, kính chào quý khán thính giả. Kinh Thánh rõ ràng cho biết việc làm tốt lành hay xấu xa của con người trước hay sau khi tin nhận Chúa không có ảnh hưởng gì đến sự cứu rỗi. Trong Roma đoạn 3 câu 20 xác nhận rằng vì chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà sẽ được xưng công bình trước mặt Ngài. Và các câu kinh văn kế tiếp làm sáng tỏ câu hỏi này: sự công bình của Đức Chúa Trời bởi sự tin Đức Chúa Giêsu Christ cho mọi người nào tin, chẳng có phân biệt chi hết, vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Giêsu Christ. Thưa quý khán thính giả, điểm chủ yếu là chúng ta nhận sự cứu rỗi không qua việc làm tốt hoặc do đời sống phúc đức thì chúng ta cũng không mất sự cứu rỗi vì việc làm của mình. Sự cứu rỗi là ân điển của Chúa mà chúng ta không xứng đáng nhận lãnh. Tư tưởng cho rằng chúng ta nhận sự cứu rỗi bằng đức tin trong Chúa Giêsu, nhưng chúng ta phải bảo tồn, duy trì, giữ gìn sự cứu rỗi đó bằng việc làm tốt hay là bằng sinh hoạt tôn giáo không phải là lạ hay là mới trong thời đại của chúng ta. Nó đã xuất hiện từ thời Tân Ước. Đó là vấn nạn của Hội Thánh Galati. Phaolô viết và giảng cho họ. Ông gọi những người Galati là ngu muội và hỏi họ: anh em, cậy việc làm theo luật pháp, cậy việc làm tốt lành, cậy các tôn giáo lễ nghi hay bởi tin vào lời hứa của Đức Chúa Trời mà nhận lãnh sự cứu rỗi đời đời? Dĩ nhiên là bởi đức tin. Và Phaolô hỏi tiếp: đã khởi đầu bằng Thánh Linh thì sao bây giờ để nhờ xác thịt làm cho tròn? Phaolô cho biết họ đã sai, và chúng ta không có sự cứu rỗi bằng việc làm thiện hay là bằng sự thờ phượng trong nghi lễ tôn giáo, bằng những việc làm của xác thịt thì chúng ta cũng không thể duy trì ân điển cứu rỗi bằng cách thức như thế đó được. Chúa ban sự cứu rỗi cho chúng ta bởi ân điển của Ngài, thì Ngài cũng gìn giữ chúng ta trong sự cứu rỗi đó bằng ân điển của Ngài. Chắc chắn đời sống của cơ đốc nhân không thể hoàn toàn để có thể duy trì, giữ gìn sự cứu rỗi này. Bạn có hút thuốc, say rượu, bạn có nhìn thiếu nữ mà động lòng, bạn có ý nghĩa hay lời nói không tốt về ai đó không? Bạn có nói dối bao giờ không? Bạn có chạy quá tốc lực không? Khi vào trong môn, bạn có thèm thuồng muốn một cái ví hay một đôi giày quá đẹp không? Nếu thiên đàng chỉ dành cho những tín đồ có đời sống mẫu mực như Kinh Thánh đã đề ra, thì thiên đàng sẽ trống không. Không có ai đủ tiêu chuẩn để vào thiên đàng. Lý do có nhiều người sống trên thiên đàng vì Timôthê thứ 2 đoạn 2 câu 13 có viết: chúng ta không thành tín, song Ngài vẫn thành tín. Tạ ơn Chúa vì Chúa lúc nào
cũng giữ chữ tín, còn chúng ta thì không luôn luôn như vậy. Kính thưa mục sư, nếu mục sư nói như vậy, thì khi tôi tin Chúa rồi, tôi được xem là công bình rồi. Tôi được Chúa cứu rỗi và sự cứu rỗi đó được bảo đảm đời đời, thì tôi được quyền sống bê bối, không cần gìn giữ như Kinh Thánh dạy dỗ, phải không? Hỏi một cách khác, nếu tôi được ban cho sự cứu rỗi đời đời, thì đời sống của tôi dù tội lỗi, bê bối như thế nào cũng không thành vấn đề, có phải không? Thưa Nguyên, không, ngàn lần không. Tôi không thể nói như vậy. Kinh Thánh không hề nói như vậy. Kinh Thánh cho biết cuộc sống của chúng ta tuy không liên hệ tới việc chúng ta được lên thiên đàng hay không, nhưng nếp sống của chúng ta, việc làm của chúng ta trên thế gian này có liên hệ đến việc chúng ta được tiếp nhận khi vào thiên đàng. Hãy nghe Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 3 câu 11. Chẳng ai có thể lập một nền ngoài nền đã lập là Đức Chúa Giê-xu Christ. Câu kế tiếp cho biết, nếu kẻ lấy vàng, bạc, bủ thạch, gỗ, cỏ khô, rơm rạ mài xây trên nền ấy, thì công việc của mỗi người sẽ trình ra trong lửa. Công việc của ai xây trên nền được còn lại thì người đó được lãnh phần thưởng. Nếu công việc họ bị tiêu hủy thì mất phần thưởng. Còn về phần người đó thì sẽ được cứu xong dường như qua lửa vậy. Tôi xin lặp lại. Nếu công việc của người đó bị tiêu hủy hết, nghĩa là không có một chút giá trị nào hết, thì người đó vẫn được cứu. Kính thưa mục sư, nếu tôi không cần phần thưởng trên thiên đàng thì tôi có thể sống theo ý muốn, sống tự do và không cần phải theo lời dạy của Chúa, có được không? Đây là một vấn đề phải giải quyết thật rõ ràng. Chúng ta nên nhớ, khi chúng ta tin nhận Chúa, Chúa có kết ước với con dân Ngài rằng Ngài sẽ đặt Thánh Linh vào lòng mỗi người, tức là Thánh Linh sẽ ngự trị trong chúng ta. Ngài sẽ làm gì? Ngài làm nhiều việc lắm. Nhưng một trong những điều mà Đức Thánh Linh làm là sẽ cáo trách chúng ta mỗi khi chúng ta làm sai. Giăng đoạn 16 câu 8 ghi rằng khi Chúa đến thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét. Kinh Thánh có một thí dụ, hãy nghe ông David làm chứng. Khi ông phạm tội với bà Bathsheba, ông cho biết, Chúa ơi, xin chớ nổi cơn thịnh nộ mà quở trách tôi, cũng đừng nóng giận mà sửa phạt tôi, vì các mũi tên Chúa gắm vào mình tôi và tay Chúa đè nặng trên tôi. Bởi cơn nóng giận Chúa, thịt tôi chẳng nơi nào lành, tại cớ tội lỗi tôi, xương cốt tôi chẳng có được an nghỉ. Vì sự gian ác tôi vượt quá độ tôi, nó nặng quá cho tôi, khác nào một gánh nặng. Tại cớ khờ dại tôi, các vết thương làm thối tha và chảy lở. Điều gì xảy ra cho David? Đức Thánh Linh đang cáo buộc ông về tội của ông vấp phạm. Để rồi cuối cùng, David phải ăn năn. Câu 18 ghi rằng, tôi sẽ xưng gian ác của tôi ra và tôi buồn rầu vì tội lỗi tôi. Trước khi tôi giao cuộc sống của tôi cho Chúa, tôi dễ dàng nói dối, hách dịch, ham muốn đàn bà, không quan tâm đến người khác. Tôi phạm tất cả mọi thứ tội lỗi, không chút đắn đo, không chút vương vấn trong lòng. Rồi tôi tin Chúa, cuộc sống cũ vẫn không thay đổi. Nhưng mỗi lần tôi nói không đúng sự thật, tôi cảm thấy không tốt, không thể tự bào chữa. Tôi thấy khó chịu trong lòng. Đó là công việc mà Thánh Linh đã làm trong tôi và hành động. Bây giờ thì chắc chắn là tôi không thể nào nói dối được nữa rồi. Hãy nghe thật kỹ. Nếu có ai đó nói với bạn rằng có sự bảo đảm đời đời về ơn cứu rỗi, bạn được phép tiếp tục phạm tội. Tôi quả quyết với bạn rằng người đó chưa bao giờ có kinh nghiệm hay chưa từng đối diện về sự cáo trách của Đức Thánh Linh. Nếu họ từng trải thì chắc chắn họ sẽ không nói như vậy. Không phải chỉ vì phần thưởng mà bạn sống vâng theo lời Chúa. Bạn thử sống theo ý mình, theo điều mình muốn, để rồi sống trái lại với ý muốn của Chúa. Bạn sẽ thấy điều gì xảy ra trong đời sống của bạn. Nếu Chúa không cáo trách bạn, bạn hãy cẩn thận tự xét mình. Bạn có thật sự là con dân của Đức Chúa Trời hay không? Bạn có phải là một cơ đốc nhân không? Và tại sao Đức Thánh Linh không ở trong bạn và cáo trách bạn? Kính thưa quý khán thính giả, vì thời gian phát hình của chúng ta có giới hạn, nên chúng tôi phải chấm dứt cuộc trò chuyện tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại trong lần phát hình lần sau. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Đời người rồi quá mau, thân con ta từng ngày
lời Ngài là sức sống, con luôn tin kính mến.